sản phẩm đến từ Mỹ đó, nhập khẩu từ Mỹ, import. Wow. Cô chú anh chị về Việt Nam chơi hoặc là những ai thích đi siêu thị thì tới đây. Trời ơi, ghê chưa đại được. Trời ơi. Đó, sorry kìa. Cô Thái Lan ở đại được. Dữ ha. Ngồi mua sỉ luôn. Đó, một cái là 1 triệu, ba cái là 800. Tuy nhiên thì không có cái rượu băng này đâu nha. Đang giảm giá nha đại được. 1.490.000. Còn cái cây này là sao mắc kia vậy? Ủa? 2.700.000. Giảm giá tới 50%. Sản phẩm thanh lý 50%. Đây là dành cho khách sạn, hotel product nè đại được. Hàng chất lượng á. Và muốn đâu không có thấy đề đó, các nhà thấy cái bản đồ dùng nước cá đó, ở phía nam mình là tôm cua ghẹ ha, bởi vậy mới nói là đồng bằng sông Cửu Long mình là nồi cơm thịt xanh. Outlet Adidas ha đại đình, mua 3 giảm 70%, ghê không. Đây là giang hồ khắp nơi, khóa lại luôn. Giang hồ khắp nơi. Mua 2 tặng 1 nha đại đình. Mua 2 tính tiền 1. Đây là chợ sỉ giá rẻ nhất ở khu vực địa bàn quận 6. Đa dạng hàng hóa nha. Nhiều người ta nói đây là Costco của Việt Nam đó. Sữa ông Thọ nè. Giới hạn 24 hộp là đại đình. Khách hàng quá đơn một ngày đó, giới hạn 72 hộp. Đó, các nhà thấy không? Mua 1 hộp là 72.000. Mua 2 hộp là 132.000, bớt giá đó đại đình. Cái nhà đang cùng em có mặt ở siêu thị Mega Market ở địa bàn quận 6. Ngày xưa ở đây là Metro Bình Phú ở đại đình, gọi là lớn nhất ở địa bàn quận 6. Mà ngày xưa vô đây không giải đâu, phải là doanh nghiệp, phải có cái thẻ. Thẻ thì lúc đó làm anh nhớ là 30.000 á. Thì mới vô được và dắt một người vô. Đó, giá rẻ không? Ô trời. Bây giờ đổi thành Mega Market rồi. Giống như là Costco, Walmart ở Mỹ vậy đó. Các bạn thấy nè. Thì rất là rẻ nha, siêu sale. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 23 tháng 11 năm 2024. Cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Hôm nay là thứ bảy. Hello Andy, hello Honey. Trời, hôm nay khuyến mãi rẻ lắm. Rẻ dữ thần luôn. Lần đầu hai cục vàng em vô đây nha. Cái này là khu này thì em không biết giá rồi. Dạ. Sinh hao này là thương hiệu của sát gì sát phú á. Dạ. Hồi xưa chỉ có 3 cái siêu thị lớn ở Sài Gòn thôi. 2 cái lớn ở Sài Gòn và 1 cái ở Tây Ninh thôi. Đó là siêu thị miễn thuế Một Bài. Dạ. Rồi Metro Bình Phú với Metro An Phú. An Phú á, thì là ở quận 2. Còn Bình Phú là ở quận 6. Dạ, còn một cái nữa nó là cái ở Khô Ra Biên Hòa đó, ngay ngã ba Biên Hòa, ngay ngã ba Vũng Tàu ở đây nè. Bây giờ thì Sài Gòn mình đâu đó có khoảng 48 cái trung tâm thương mại rồi. Đó, ngày xưa chỗ này là chùm đó. Đó, bây giờ cả nhà thấy nè, Deal Hunter. Giá sỉ luôn, Bezel, Deal Hunter. Ôi, ưu đãi ngập tràn, 50% bùng nổ luôn nè. Ly ở Đại Ninh. Hôm nay là ngày thứ bảy. Mình đang ở Mega. Rất là rẻ nha Đại Ninh. Ly này uống rượu nè. B52, không phải, ly B52 nó cao hơn. Bia rượu là uống thì nhớ đi taxi về, không thôi là không ổn. Đủ thứ món hết nè, khuyến mãi promotion này đại đây. Đó, các nhà thấy không?
mua 1 là 136, mua từ 3 là 122 đó. Rẻ lắm á, thiệt á. Đó, này là bò bít tết nè, kim hằng, wow, kim hằng là nhôm mà chơi gan luôn. Ừ. Đó, ly giấy, mũ giấy nè, nó đã không đại rồi. Mua sỉ nè, mua nhiều loại nhiều nè, đúng không? 159, 153 nè, rồi mình mua giờ mình bán, mua giờ mình bán lại hoặc là mình trữ trong kho. À, nhiều cô chú anh chị nói là giống như là ở bên Mỹ có cái pantry á đại. À, thực sự ra bên Mỹ có pantry là do là một tuần họ đi chợ một lần thì nó phù hợp với Việt Nam mình rồi. Có tới 8.000 cái chợ, khoảng 8.000 cái chợ truyền thống. Đó. 59. Ngày xưa mà những ai mà muốn có cái tiền chênh lệch đều muốn vô An Phú, Metro Bình Phú, Metro An Phú hoặc là cái siêu thị miễn thuế một bài hết nha đại rồi. Quá trời. Đã ha. Cũng nhiều 20 năm rồi mới quay lại đây. Quá đã ha. Quá giờ thấy đã rồi chưa? Giống Costco không? Costco Walmart ở đây nè. Mà Costco Walmart em thấy rất là ngầu. Ở cái chỗ là cái thùng, ở cái chỗ mà kho thịt á, kho trái cây á, nó lạnh ngắt. Đó, em đi cho cả nhà coi ha, coi ở đây họ bán cái gì. Móc nè, 59.000 này không giảm nha, móc nhựa. 46.000 nguyên một lóc chén, nhưng một chén có 4.600 thôi, ớn chưa. Tô phở, đó là tô phở nhiều lắm nha đại này. Hả? Giống như Thao Bất không? Cô chú anh chị về Việt Nam chơi hoặc là những ai thích đi siêu thị thì tới đây, trời ơi ghê chưa đại này, trời ơi đó, sorry kìa, mình thích nào, ly, muỗng, nhựa. À, em nghĩ là nó sẽ xem với lại chợ lớn nha, tại đây người ta cạnh tranh mà. Ồ, cái này là organic nha đại này, bả mía, tăm tre, đũa. Ồ, cái đồ mà nó bảo vệ môi trường á. Quẹ. Em thích vô Walmart với lại Costco lắm, tại vì nó có nhiều món đồ thấy đã. 299 nha. Đó, quạt này xài bền lắm nha đại rồi. Em xài cũng nhiều năm rồi. Vali. Trời ơi. Đó, phòng thử đồ nè, đọc chưa? Vali một cái là 1.000.000, ba cái là 700. Ồ, bán phá giá luôn. Mày nghĩ rằng ha. Một cái là 800, ba cái là 600. Nó bán phá giá luôn, như của Thái Lan ở đại rồi. Dữ ha. Ngồi mua sỉ luôn. Đó, một cái là 1.000.000, ba cái là 800. Bớt. Triệu nè. Cái này chắc 20 quá. 24 luôn. Ồ, ngon lành chưa? Đẹp không đại rồi. Oh, wow, đẹp quá. Có 1.000.000 à. Mua 3 cái 3.000.000 bằng cái. Đẹp ha. À, cho quăng luôn, có khóa luôn nè. Em quảng cáo ghê chưa? 24 luôn nha. À. À, ba màu xám đồng. Đó, 296.000. Cái đó gọi built-in á, giày tóc chống rụng tóc. Đây là cái quầy mỹ phẩm này. Ngày xưa là siêu thị này dữ dội lắm nha đại rồi. Ai cũng khoái đi chỗ An Phú, Bình Phú này hết.
ở Việt Nam mình có 4 triệu 4 triệu cái tạp phô, chạp phô. Dễ sợ chưa? 4 triệu cái chạp phô, tạp phô. Cửa hàng gọi là văn hóa phẩm, ở gì cái hàng cái gì tạp hóa đó. Dạ. Kèm bánh găng ha. Đó, dầu gội đầu. Nhiều lắm nha đại. Rồi đó. Tại một phần là họ xa trung tâm. Tại này là ngay quận 6 thôi, ngay đường Hậu Giang ở đây. Dạ. Mà cái đất của khu Hậu Giang này bây giờ nó mắc lắm á nha. Cách đây hơn 20 năm trước á thì nó rẻ. Đất gọi là đầm lầy, ao sình, không ai dám rớ. Bây giờ thì rớ vô thì phải có tiền mới rớ nổi. Đủ thứ hết. Nó giống Walmart ha. Walmart là chùm nha đại. Walmart là chùm thế giới. Top 500 luôn. Top 500 công ty đứng đầu thế giới. Walmart á. Costco, Target, Sam Club. Hai bạn đầu tiên á là Walmart với lại Costco á là có khoảng 100 mấy chục triệu member. Ở nhà đấy sợ chưa? 100 mấy chục triệu member. Mỗi member 60 đô cho tới 90 đô. Oh man, cái ghê ha. Nhớ bột suối giặt nè. 156 ngàn. Nước lau sàn á, nhìn đẹp không? 9 kg. Đẹp ha. Mùi li li, chanh. Đó, sản phẩm thanh lý 50% nè. Đó. Quá trời luôn. Không thiếu thứ gì, đúng không? Từ cái nhỏ luôn nó đại lên 39 ngàn. Mega Market em thấy có ở Bình Dương quận 12. Bán Giáng sinh là đại lên một cái cây này là 1.490.000. Tuy nhiên thì không có cái rêu băng này đâu nha, đang giảm giá nha đại rồi. 1.490.000. Còn cái cây này là sao mắc kia vậy? Ủa 2.700.000. Ủa sao cái cây cao hơn mà lại rẻ hơn? Ngồi gì vậy? Không hiểu. U 1.700.000 nè, đang giảm nha đại rồi. 900 nè. Đó. Chỗ này thì đang mở hơi nóng, máy lạnh hơi nóng, 6 xị nè, 1.500.000 còn 6 xị nè, trời ơi, giảm giá ghê vậy trời, quá trời không đại lên, Giáng sinh, cái châu này chợ lớn bán thì khỏi chê rồi, đương nhiên mình sẽ có những cái chỗ bán nó đa dạng. Giá cả 139 ngàn ha. Quả chuông 35 ngàn nè. Nó đã không? Đã không? Đại rồi. Quả chuông 35 ngàn. Cái cây 35 ngàn nè. Chuông này màu đỏ 69 ngàn nè. Chậu này là 139 ngàn nè. Không có dây ha. Có dây. Đẹp quá ha, đại rồi. Con này nè, qua đây bán Giáng sinh. Má, đẹp chưa? 149 ngàn. Wow, đẹp con đại luôn. Đây mình đang có mặt ở Mega Market nha đại rồi. Mega Market ngày xưa nó là Metro Bình Phú á, ở quận 6 này đẹp nè. 179 ngàn. 200 ngàn treo trước cửa đó.
thùng rác. Ô cái này đẹp nè, 4,2 triệu, còn 2,7 triệu 90 nha, 2,4 m. Đó, thông. Wow, bây giờ thấy 2,4 m chưa? Cao lắm á. Thương mại. Túi bịch thùng rác bèo dễ sợ. 45.000. Nếu mình mua 3 cái. Đó. Hàng bán lóc không xé ra. Đó. Nghĩa là nó rẻ hơn tới 20-30%. Thấy đâu cũng rẻ, giảm giá nè, các bạn thấy không? Giảm giá tới 10-50%. Sản phẩm thanh lý 50%. Wow. Vô đây sắm hàng Tết là khỏi chơi rồi. Nếu mà mình mua nhiều, một hộ, hai hộ, ba hộ gia đình có thể chênh lệch với mấy siêu thị khác là khoảng vài triệu á. Thế vài triệu á thì mình mua nhiều mua ít thôi, tại vì Tết mà đại đình. Như ở bên hải ngoại á, thì ta có pantry, cái kho. Do cái chỗ này nó hơi xa, hơi xa trung tâm thôi. 34.600 mà mua còn được tặng nữa nè. Mua nhiều lợi nhiều. Có 15 quầy cashier ha, cũng không nhiều lắm. So với Aeon là có tới mấy chục quầy cashier luôn. 24 quầy cashier. Giảm giá này bạn. Mì gói. Bánh tráng 22.000. Chưa tới 1 đô. Bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm có 21.000, 41.900 nha đại rồi. Rồi có loại nửa ký, vậy mà có bạn kia bán 300.000 thì đương nhiên là cái phần trăm tôm của bạn nhiều hơn thôi. Cái này thành phần gồm bột khoai mì tôm 10%. Tôm 10%. Này sa giang nè đại rồi. Bích chi với sa giang là nổi tiếng lắm á. 141.800 thôi. Nghĩa dễ sợ không? 10% tôm. Trời ơi, nó chiên lên rồi. Sao mà biết đâu, đúng không? Nó rẻ ghê luôn.
chưa. Modelo. Đây có Modelo không? Bạn em bên kia cho em uống Modelo. Quá trời đã luôn. Bị mãi á đại nè. Em thấy uống còn ngon hơn Heineken với lại cái gì đó, Corona nữa. Tùy khẩu vị mọi người thôi nha. Nhưng mà em thấy ngon hơn cái Heineken với Corona luôn. Modelo với lại cái chai màu xanh xanh á. Cái chai màu xanh xanh á mà bạn em pha uống phê lắm, nó không có bị nhức đầu, bị giật gì hết á. Ngon lành cành đào luôn. Rượu thứ mê ha. Quá trời luôn. Rượu cỏ nè. Rượu cỏ đây nè, thảo dược á. Tám xị. Này rượu Pháp. Giờ uống chỉ có dùng lạnh uống thôi chứ Việt Nam thôi. Uống không ổn. Rượu giả đây nè. Yeah. Quá trời đã luôn. Đủ hết nha, vô là mê hùng trận luôn ở đây rồi. Rất là mê. Đó, Giáng sinh nè. Mình vô đây mà mình sắm đồ ăn Tết á thì bảo đảm nó rẻ lắm nha đại. Ba ngày Tết mà mình phải mua mình trữ chứ, đúng không? Cả tuần luôn đó. Thì nó sẽ thứ nhất là đồ chất lượng, thứ hai nữa là nó sẽ rẻ, đa dạng chủng loại, thứ ba là khỏi phải ra ngoài chụp giật đồ bùa. Đồ bùa, đồ độ, thiệt á đại rồi. Anh nhớ cái bánh croissant ở bên Mỹ á, họ bán á, rất là rẻ, 6 đồng, 12 cái, 24 cái. Thậm chí là bên Mỹ á, em thấy họ bán rượu á, còn rẻ hơn nước nữa nha đại rồi. Đương nhiên, tùy loại thôi. Nếu cái rượu mà tương đối hoặc là tốt á, thì nó sẽ mắc hơn rồi. Cái nước mà rượu rẻ hơn nước nữa đó. Chứ mấy cái chai nước suối của Pháp á, khoáng á đại, nó mắc lắm á. Không phải ai cũng uống được. Cả nhà thấy không? Chứ lại này bự lắm. Ngày xưa là chùm á nha đại. Tết mà mình vô đây mình là mua đó, đậu phộng nè 68.000. Giờ bỏ vô xà lông nướng. Hàu nướng. Cái này mà có xà lông nướng, hàu nướng mở quán bar là hơi khỏi chơi rồi, đúng không? Quá trời luôn. Việt Nam mình là chùm hạt điều quá nha đại. Nhưng mà hơi tiếc một cái là Việt Nam mình cái khâu mà chế biến thì là không được, không có tốt. Nghĩa là phải xuất qua nước khác để chế biến, nghĩa là sản phẩm đồ cuối á. Đây thuốc lú nè đây nè, Ajinomoto, chỉ có hiệu tô đỏ nè, từ năm 1909 nha. Một ký là chỉ có 59.000 thôi đó. 59.000 thôi. Cô chú anh chị mua nhiêu? Còn cái bịch này là 5 ký thì nhân lên, 5 ký thì nhân lên. Thuốc lú á. Quá trời ha. Xin mời quý vị combo ra ngoài ngoài mãi. Xin các bạn xin mời quý vị combo ra ngoài ngoài mãi. Mình đi tiếp nha. Thuốc lú. Ăn nhiều vô nó lú. Bột ngọt á đầy đình. Đường mía. Mình đang siêu thị Mega Market hay đại đình ha, ở quận 6. Ủa ai đây? Ai thấy? Đẹp quá. Đẹp quá. Giới thiệu cho đại gia đình đi, bông gì mình mua bông gì á? Đó là bông gì? Mẫu đơn. Ồ, mẫu đơn sống đời. Đúng. Mini. Wow, đẹp. Đại gia đình với bố nó bao nhiêu chậu đó? 45.000. Thấy rồi. Không, chưa thấy bao giờ. Thiệt. Tình yêu lửa đó, cho tình anh này chào đại gia đình nè. Giỏi. Đi this way. Đây. This way.
Gạo châu củ quế là đây đó. Gạo châu củ quế nó là đây nè, cây quế. Đó. Cây quế là bán 50.000. 50.000 nha, đây đó, gạo châu củ quế. Gia vị thôi. Dạ. Đó. Lá nguyệt quế nè, 93.000, bột ớt nè. À, bạn em nhờ mua ruột heo. Ruột heo để làm dồi á. À, nhưng mà ở đây thì không có bán đâu. Đó, bột nghệ bỏ bánh xèo nè, đây đó. Bột nghệ bỏ bánh xèo đó. Lẩu thái bỏ vô nghêu á. Cà ri, phở gà nè, bỏ vô bột nếm. Có phở bò nữa nha, hủ tiếu nữa nè, hủ tiếu Nam Giang nè nè. Đó. Nó dằn lên nó đại rồi. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2024, cả nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Và mình đang ở Mega Market, ngày xưa là Metro An Phú. Dạ, ở đây một cái siêu thị giá rất là rẻ, bèo, rất là nổi tiếng. Đủ loại hàng hóa hết và bảo đảm rẻ hơn thị trường từ 10 cho tới 20%. À, nếu mà mình mua sỉ từ 3 cái trở lên nha. Với lại đa chủng loại hàng hóa để cho mình tham khảo nhu cầu nha. Yeah. Mình nay là thứ bảy cả nhà đi cùng em. Metro An Phú bây giờ là Mega Market á. Sản phẩm tính từ Mỹ rồi. Nhập khẩu từ Mỹ, import. Wow. Đủ món hết nha. 133.000. United of American Product import là đây nè, dễ xả chưa? Đây, cả nhà coi giá cả với em. Bắp. À, đi qua tới xịt thấy rất là nhiều cánh đồng bắp, chạy hoài không hết cánh đồng bắp. Mình nghĩ bò ăn nhiều dữ vậy ha. À, không phải đâu. Cả nhà biết nè, một bắp Mỹ nè, làm bắp bung á đại rồi. Bắp bung á một bịch đó là 22 kg là khoảng 600 tới 900 ngàn. Một ký thì làm được rất là nhiều cái bắp bung. Một phần bắp bung á thì rạp chiếu phim bán 70, 50 và 90. Cả nhà biết Mỹ bao nhiêu cái rạp chiếu phim không? Hơn 4.000 cái rạp chiếu phim. Cả nhà biết khắp thế giới biết bao nhiêu rạp chiếu phim không? Vô cùng nhiều rạp chiếu phim mà người ta ăn bắp bung không á. Dạ, bắp bung của Mỹ á, một bịch 22 kg là khoảng từ 600 cho đến 900. Đương nhiên thì có nhiều loại lắm đó, nhưng mà mình thấy đó, cái thị trường họ rất là lớn lắm. Nhưng mà mình thấy cái cánh đồng bắp của Mỹ bự vậy đó, vậy mà đáp ứng được. Bắp bung Mỹ cung cấp hết hồn luôn. Nước Mỹ có tới hơn 4.000 cái nước Mỹ có hơn 4.000 cái rạp chiếu phim mà. Đó. Từ Mỹ nha, đây đừng phụ tạc nè. Đó. Hem nè, chop ham nè. Đó. 133 mua nhiều loại nhiều. Đó. Từ Mỹ nha, quá trời nha. Để mình đi tiếp đi. Này giống Costco. Costco Việt Nam hả đại? À, nhiều cô chú anh chị mình nói ngày xưa vô đây là phải có thẻ nhấn chuông là có nhân viên ra hỗ trợ. Dễ sợ ha. Này nhập khẩu từ Ý. À, đồ của Ý nè. Ý về đồ ăn thì khỏi chơi rồi. Họ liên tục có nhiều sản phẩm vô cái top của món ăn ngon thế giới. Nhưng mà em ăn thấy ông hợp. À, thì cái đại đây nuôi Ý ghê vậy. Nuôi Ý có 69.000 rồi đại đây. Oh man. Dạ. Yeah. Metro Trap dành cho nhà hàng khách sạn ghê chưa. Horeca Solution Ý đó. Quá trời thương hiệu luôn. Yo, mì Ý này là dành cho khách sạn hotel product nè đại rồi. Hàng chất lượng á. Bánh trái cây đã vô đại rồi.
từ Pháp, Ý, Hàn Quốc, Mỹ. Trời ơi, ba tê gan Pháp nè, gan vịt 89.000, gan heo 169.000, một vài đốm trắng và đốm đen, đây là nấm và mỡ dai tự nhiên. Người ta chia sẻ cho mình biết á, đậu có cân đó, đậu đỏ, đậu đen, đậu phộng, ngũ cốc, bắp Mỹ nè, bắp Mỹ nè đại đình, về nổ ra bỏ mỡ, bỏ dầu á, một ký là được bao nhiêu bịch á, em quên mất tiêu rồi. Dạ, một bịch bắp Mỹ, một ký bắp Mỹ là một bịch 22 kg là 800.000. Phủ trúc ống tàu hủ kỳ. Ồ, đã quá ha, nấm rồi đây rồi 9.800 nè, đậu đỏ nè, đậu đỏ cả nhà thấy nhìn giống cái thận không, thận nam thận nữ á. Dạ, ăn hình bổ hình. Dạ, ăn đậu đỏ đậu đen bổ thận ở đây rồi. Miếng nè, nấm hương rừng nè, trời măng nè, nhìn sạch sẽ ha, nhìn sạch sẽ chất lượng, họ đóng symbol cho mình thử luôn nè, nhìn mê ha đại đình ha. Nhưng bịch này là 59.000 nè. Về ăn bún vịt, bánh đa, kia là sản phẩm sữa, đây là gạo nha đại đình. Wow, seafood. À, trời đã không đại đình, như Costco qua mạc vậy đó. Đây là phê luôn. Đây là nhập khẩu từ Thái Lan, giá rất mềm và phải chăng. Nó vắng thì do là ít nhiều người biết đến, với lại nó cách xa trung tâm, nhưng mà nó ngay trung tâm quận 6 nha đại đình. Thường bà con đi Eon Mall Bình Tân, tại vì nó là một cái khu phức hợp, nhiều điểm vui chơi giải trí, nên Aeon người ta biết đến nhiều. Còn cái này ngày xưa nó là Aeon, nó là Metro quận 6 Bình Phú, ai có thẻ mới vô được. À, vậy đã. Thật nè, đậu đông lạnh là đây rồi. Cậu này bán rẻ lắm nha, thiệt, cả nhà cứ tin em đi. Nè, nè, bán sỉ mà. Đó. Đây mình qua coi cái đồ nướng nè, grill. Ồ, có cái mùi hồi. Thịt xay hamburger. Sườn heo nướng. 373.000 một ký. Nhìn là giống cơm chỉ ở Mỹ không đại đâu. Lò nướng nè. Đó, giá nè. Nhìn hấp dẫn nha. Khuyến mãi đặc biệt. Sườn đông lạnh nhập khẩu, giá cũ 116.000 đồng một ký. Giá quay tới xiên 99.000 đồng một ký. 176.000 đồng. Sườn đông heo đông lạnh nhập khẩu, giá cũ 116.000 đồng một ký. Giá giảm chỉ còn 99.000 đồng một ký. Mời quý khách ghé tham quan và lựa chọn. Khuyến mãi đặc biệt. Sườn đông heo đông lạnh nhập khẩu, giá cũ 116.000 đồng một ký. Giá giảm chỉ còn 99.000 đồng một ký. Ồ, mấy cái chợ bên Mỹ á, nó cũng giống như vậy, nhưng mà quy mô nó nhỏ hơn nha đại đình. Giá tốt tại đồng trại. Ồ, cái này nó lạnh lắm. Quá đã luôn, có mấy cái khay bán luôn nè đại đình. Ở nhà thấy không? Đó, có cái kho trong kia kìa, nhà thấy hốt hồn hồn chưa? Quá trời dữ dội luôn á. Rồi mà ít có người, nhiều người nào biết đó, chứ khu này lắm nha đại đình. 54321 kìa, thấy không? Oh man, dữ dằn ha. Đuôi heo nè. Đó. Ngầu không đại gia đình. À, giống như vô Costco bên Mỹ vậy đó. Vô Costco bên Mỹ nó lạnh. Nó lạnh tê tái luôn. Cái quầy trái cây, quầy thịt á, nó lạnh rồi thở ra khói luôn á nha đại đình. Ở đây thì không thấy, thở ra khói. Biến nè, cả nhà thấy biến chưa? Đó, biến nè.
gân nó chớp chớp là do cái tốc độ đèn nó chớp á, nó gọi là frame rate đó đại. Nói kỹ thuật đó là cái tần số hạt đó, cái tần số hạt nó khác với lại cái tần số hạt của camera, do cái đèn nó chớp nhanh hơn so với lại cái tốc độ camera. Mình đang quay cái tốc độ là 60 hình trên giây mà cái đèn thì nó chớp từ 100 cho tới 122, nên thử ra mình thấy nó có sự dao động. Mắt nhìn của mình là 24 hình trên giây, camera em đang quay cho cô chú anh chị coi là 60 hình trên giây, TV ở nhà của bác cô chú anh chị coi là từ 50 tới 60 hạt, có nghĩa là 50 tới 60 hình trên giây, trừ cái TV đời xịn mà TV dành cho thể thao phim hành động là 120 đến 200, hoặc thậm chí có cái xịn sò là 400 hình trên giây, có nghĩa là càng cao thì cái hình ảnh mình coi nó càng mịn, nó đơn giản vậy thôi. Anh thử ra mình thấy cái hiện tượng mà chớp bóng đèn đó là cái tần số chớp của cái đèn đó, nó cao hơn so với cái tần số của camera nó quay và cái mắt của mình nhìn đó, mình thấy nó chớp nha. Yeah. Có nghĩa là trong vòng một giây nó chớp 100 lần ghê ông đại định, mà mắt mình nhìn có 24 hình trên giây à, mọi thứ nó chuyển động á. Cái này cô chú anh chị dạy em thôi chứ em hậu sinh khả ố mà không biết. Thấy cái gì mình thấy hay mình học hỏi ha. Ồ, phô mai đã không đại. Mà ở bên Mỹ mấy cái tủ quầy lạnh nó hoành tráng lắm nha đại. 1.160.000. Giống như nãy mình thấy em đi qua Mỹ, em thấy mấy cánh đồng bắp của Texas đó nhiều lắm nha. Mình hỏi ủa sao mà nhiều như vậy? Bò nó ăn hết không? Gà nó ăn hết không? Người nó ăn hết không? Nhiều cái câu hỏi vô lý, thắc mắc biết hỏi ai. Nhưng mà khi mà mình thấy một cái điểm nhỏ thôi, làm cái xe bắp ở trước cửa trường á, người ta bán một ngày 1-2 triệu, mà một phần chỉ có 15.000 một xe bắp ở ngoài á nha đại, thì mình mới thấy được rằng á là cái nhu cầu rất là lớn. Ở Việt Nam biết bao nhiêu xe bắp? Dạ, bắp Mỹ á, một bịch bắp Mỹ 22kg là từ 600 cho tới 1 triệu đồng bắp Mỹ á nha đại. Dạ, mà nội cái nước Mỹ thôi hơn 4.000 cái rạp chiếu phim hơn 4.000 cái rạp chiếu phim, sân vận động rồi thể thao rồi ca nhạc, mà thường coi phim bản bắp Mỹ bỏ vô cái microwave á, rồi bỏ bơ vô, xong rồi bỏ dầu vô, bấm lên là nó động bung lên, bỏ cái giấy bạc á là tự động bung lên. À, người Mỹ họ ăn cái đó nhiều lắm. Rạp phim nữa. Wow, trời này đã quá đại rồi. Mega Market, kính chào quý khách. Đã không? Love to hear from you. Chúng tôi mong được lắng nghe từ bạn. Quý khách thân mến, dear valuable customer. Lời khen, những lời phản hồi tích cực của quý khách dành cho đội ngũ nhân viên là động lực quan trọng giúp chúng tôi không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ. Trải qua chế trị của quý khách, as you may know, your compliment and positive feedback to our employer have always been the most important source of motivation for us to enhance our service quality to deliver our valuable experience to you. Thank you and enjoy your shopping. Can we? Em đọc rồi. Cái nhà đừng gầy em. Mà cô chú anh chị cũng dạy em à, cứ đọc đi anh, đi người ta chửi mình khôn ra, người ta chửi mình là người ta đang quan tâm tới mình á, mình khôn ra. Giống như anh bạn em ở phố xa, ảnh order cái thức ăn nhanh á, McDonald's á, em ngồi kế bên ảnh á mà em nghe không được ở đây, tại vì ảnh nói cái giọng của cái người bản địa, ảnh mới ở Mỹ có 20 mấy năm thôi, ảnh nói cái giọng của người bản địa không nghe, em nghe lụp bụp mấy chữ không à, uống lưỡi rồi đút lưỡi rồi gì á. Dạ, thì anh có dạy em là coi tin tức của Mỹ, nghe radio của Mỹ, mà gọi là lên cái bậc siêu nữa là nghe ca nhạc của Mỹ, ghê thiệt á. Lúc đó mình sẽ tự nhiên mình nhập vô mấy cái từ đó đó, bản năng luôn. Giống như chị Nghi cũng, chị cũng dạy em á, bây giờ á là em phải mất cái thời gian là translate, không phải là tự nhiên, có nghĩa là em phải translate cái từ ngữ đó ra rồi mới nói được, mất khá nhiều thời gian và phản xạ.
rán á, thì mình sẽ phản xạ tự nhiên. Đó, đây là quầy thức ăn, đây là ớt nè. Cái này chỗ này hơi nước, bọc ngư, tôm hùm. Rồi anh bạn em á, anh ở Busan hai mấy năm, anh order cái thức ăn nhanh á, anh nói với lại mấy cái bạn bản ngữ ở đó đó. Trời, nó không nghe luôn, đại đình mắc cỡ rồi. Cua thịt, dây xanh, 319 ngàn một ký, cộng thuế, bao gồm thuế, một ký nha, đó, ôi, rẻ trời. Ủa, dây xanh, à, dây xanh nè, đó, dây đỏ đâu, không dây, 249 ngàn một ký, còn dây đỏ đâu, dây đỏ đâu? Không thấy dây đỏ nè, dây xanh nè, ngon không, quá trời đã luôn nè, 319 ngàn. Ở ngoài nó dây bự lắm, con này nó đã nè, hùng dũng ghê. Ủa, cái càng nó bự nè, cái càng nó bự nè, đại lên coi như là cái dây này không có luôn á. Ồ, dây đỏ bự dữ vậy trời. Cua thịt nó bự thì cái nha, ơ cái con này nó bự nè, ủa sao dây xanh có bự có nhỏ vậy, đó bự này đây đứng yếm vuông là đực, yếm cái là tròn, đúng không đại nè, là ngược lại. Kêu 75 ngàn, ốc hương 365 ngàn, sầu quẹo 70 ngàn, hàu đá 59 ngàn. Hôm nay không thấy cua thịt dây đỏ. Cá họ làm vậy luôn không? Sếp đã ha. Con mực nè, 1.1 triệu, 1.2 triệu. Đó. Tôm càng đỏ nè, quy nè, 900. Tôm khô nè, tôm khô ở đây bán là 3 kg là 476 ngàn, 476 ngàn ha. Em chưa có đi mua tôm khô cho chị bạn em á, đây để gần ngày con gái chị về ở bên Anh á, để em đi mua bên Anh á, chị mua chị nấu nấu canh thôi, cá là lại được. Cá tai tượng, cá mú 2,5, rẻ vậy. Cá chim trắng, cá mú đâu không có thấy đề đó, các nhà thấy cái bản đồ dùng nước cá đó, ở phía nam mình là tôm cua ghẹ ha, bởi vậy mới nói là đồng bằng sông Cửu Long mình là nồi cơm thịt xanh dựa gạo, bởi nó bởi thế mà nó hình thành cái tính cách của con người miền Tây mình luôn, củ ăn củ để nhiều quá. Ở tỉnh phía Bắc thấy không, cả nhà thấy không đó, tới khu Quảng Ngãi Quảng Trị là thôi quên luôn đi đó, nhà thấy không nè, phần bản đồ phân bố ngành sản Việt Nam mình nè đó. Miền Trung thì có mực nè, đại rồi thấy không đó, có tôm hùm nè, rồi dạ xuống từ khu vực Ninh Thuận trở xuống thì có cá, có ghẹ. Đó có tôm, có cua, đặc biệt là cua mũi Cà Mau là cua, cái vùng nước ở đại đình Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ là thua luôn. Việt Nam mình là thiên nhiên ưu đãi là ba núi bốn biển một ruộng, ba núi bốn biển một ruộng ha, đại đình ha, trải dài trên 7 vùng sinh thái khác nhau, mà đồng bằng sông Cửu Long là dựa gạo nồi cơm thạch xanh, còn đồng bằng sông Hồng thì cả nhà thấy không, nó đâu có được ưu đãi đâu. Bên kia giáp phía Bắc China rồi đó. Đó hay ha, cá hồi đó, hiệp hội FAO đây rồi, tổ chức lương thực cho nông nghiệp liên hợp. Đi một ngày đàn học một sàn khôn mình biết nhiều thứ, trời, cá mú mà có 2 xị ở ngoài bán 7,5 đang giảm kìa, từ 22 đến 24 thôi. Trời, có 2 xị 1 ký ở đây rồi ơi. Trời đất ơi, còn rẻ hơn ở Vũng Tàu nữa, Vũng Tàu bán 3,5 1 ký. Trời đất ơi, nè đại tiệc nè, tôm nè.
có 209.000 mềm tôm nhỏ 13-15 con, ở ngoài mua là 20.500 mặt ghê. Ồ rẻ đó nha đại, mà nuôi nhốt ở đây là nó khỏe nè. Trời ơi có 2 sợi 1 ký nè, tin nổi không, rẻ. Vậy bà con nào mà ở quận 6 đã ha, ở đây không biết có chuyên dùng làm dùng không nữa. Dạ nè, anh họ hỏi. Ủa em ở đây có làm dùng luôn không em? Cá đó. À rồi, cảm ơn người đẹp nhiều. Là không có tính tiền đúng không? Ồ, cảm ơn nhiều. Là tính tiền cá thôi. Đó, có gạo làm dùng nè. Ở bên Mỹ là chuyên luôn. Ở Mỹ là chuyên luôn nha. Ở đây làm dùng nè đại rồi. Rồi rẻ ghê. Rồi con cá này nó bơi ngửa rồi đại rồi. Bơi ngửa, cá tầm á. Ồ rẻ không, 239.000 đồng một ký. Cái nhà biết ở Đà Lạt bao nhiêu ký không? 600.000 một ký. Wow. Một con là từ 1,5 ký cho tới 3 ký nha đại địch. Wow. Rồi vậy bữa nào lên mua. Đó, vậy cá tầm nè. Cái xương nó ngon lắm. Hồi đó ngu bỏ bà luôn. Bỏ. Ờ cái xương nó collagen không, collagen không á đại đừng. Có ngu bỏ bà luôn, bỏ. Dạ. Bỏ có 1 lần à, lần sau khôn lên liền. Lần sau là khôn lên liền, rau là đại đừng. Đây như Costco Việt Nam ha. Rồi bạn em đi chợ xong rồi đó. Nấm nè. Trời ơi rẻ lắm nha đại đừng. Oh man. How. Hả? 189.000 ha. 60 xăng. Trời ơi rẻ vậy trời. 189.000 ha. Ở ngoài bán 350 đó. Thiệt. Em khoái trồng cây lắm. Cái này là tùng thơm của Đà Lạt, tùng thơm của Sa Đéc, nó màu xanh đậm. Dạ. Mà Sa Đéc mình vô mình thấy họ bán mắc lắm nha đại được. Này ép dưa hấu nè. Nước ép dưa hấu 20.000. Co-op Mart bán 10.000. À, đây là siêu thị Costco. Giống như Costco Walmart nha đại nè, giá rẻ lắm. Cả nhà lên đây sắm Tết đi. Đa dạng hàng hóa, đồ tươi, giá rẻ. Tha hồ mình ấy giờ xăm nè, mua về luộc gà chơi đại đình. Ăn nổi sung thiên luôn. Dạ. Đã quá trời. À, này là tự trả tiền luôn, tự trả tiền luôn. Anh thấy có cá tầm á, mua về nấu canh không? Cá sống đàng hoàng á, cá bơi luôn á. À. Anh này chào đại đình nè. Anh này chào đại đình nè. Quý bao nhiêu một ký không? 230.000 đồng một ký. Một ký là một con là từ 1,5 cho tới 3 ký. Họ làm giùm cho mình miễn phí. Rồi, vậy mình con nhỏ đi. Về nấu lẩu nha. Dạ biết làm không? Có đồ chơi không? À, mày thôi giờ mình về tìm hiểu đi. Mai mốt chạy đây mua. Giờ này đi lâu lắm. Đi lâu lắm. Mà ở đây nó rẻ. Ở ngoài nó ấy lắm. Ở ngoài nó mắc lắm. Em biết cá mú bao nhiêu không? Có 200 à. 200 ký. Con cũng ký mấy. Cá mú ngoài tới 300 mấy ký rồi. 200 mấy. Ừ. Đó. Anh đi chào đại đinh nè con. Rồi. Chị tập lên mà. Chị vậy này ít có người biết ha. Chị biết. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Bây giờ mình tiếp tục giải chạy đi đâu nữa. Đi đâu nữa. Đi đâu nữa. Đi đâu nữa.
chỗ này uống nha. À, đã lắm nha, đại đình.